chờ nè, em để và em ăn cũng được, hoặc là em sang ra cho dễ ăn thì cũng được, ý là sang ra có gì lỡ ăn hết thì gói về cho nó nhìn cho nó gọn á, tùy mình nha. Rồi khi nào em bắt đầu em xong rồi em nói chị để chị bấm giờ cho em. Rồi ok. Ở đâu lên đây ăn thử thách? Là Tân Phú vậy. Tân Phú hả? Mới làm về hả? Mà từ hồi sáng giờ có ăn cái gì chưa? Dạ, nhìn đói đi ăn này. Nhìn từ sáng giờ. Đúng rồi. Trời trời, rồi có run không? Không. Ăn được. Nhìn từ sáng giờ không run hả? Đói hả? Đói rồi chứ. À, thì trong thời gian mình muốn uống nước thì vẫn uống được nha. Cứ uống thì mình uống không sao hết. Thì cái trọng lượng một tô này nè, thì sẽ gồm một ký bún nè, ký hai đồ ăn, giá nước lèo, thời gian là 40 phút ha. Phải ăn hết nước lèo. Đúng rồi, ăn hai giúp làm cặn tàu gáo má. Hồi nãy em tên gì, nhiêu tuổi gì quên rồi? Tên Thanh. Tên Thanh hả? Nhiêu tuổi? 21 tuổi. 21 tuổi. Dạ ok. Chúc em ăn ký thắng nha.